Em kiểm tra cái quy trình lập lệnh sản xuất xuất kho nhập kho của chị nhá. Rồi. Và như em bảo là lệnh sản xuất lập trước, sau đó là phía xuất kho nguyên vật liệu, rồi đến nhập kho thành Rồi. phẩm, rồi đến bán Rồi. hàng, đúng không? Ở đây Rồi. thì bán hàng thì chị có thể hạch toán trước hoặc sau cũng được. Thì Ừ. căn cứ vào bán hàng để mình lập lệnh sản xuất thì trước tiên Ừ. mình sẽ phải vào kho này này. Chị chọn cho em tổng hợp tồn kho này này. 6 Thành tháng đầu phẩm. năm. Rồi. Rồi. Kho là kho 155 là kho thành phẩm. Thành phẩm. Bây giờ Rồi. kho thành phẩm của chị đang tách ra là nhiều kho đây đúng không? Đúng rồi, thành phẩm khác này. Rồi em cứ Rồi. chọn hết tất cả đi. Những cái nào 155 em Rồi. cứ chọn hết nhá. Rồi. Sau đó nhấn xem báo cáo này. Rồi. Là lúc này mình sẽ thấy được tổng hợp nhập xuất tồn kho thành phẩm. Rồi. Thường thì chị bán bao nhiêu thì chị sản xuất bấy nhiêu thôi. Không sản xuất Ừ. thừa. Đúng không? Ừ. Chị này. Đây, ví dụ như là nhập này, xuất này, tồn này, Thiếu à? dương là thừa. Nó sản xuất có 52 bao nhiêu, nó xuất tận 53 đấy. Đây này, ví dụ như là thành phẩm này này, chị Ừ. xuất kho ra chị bán 5438 đúng là không? 5438 đúng không? Rồi, rồi. Mà lúc này chị nhập kho là có 5288 Nó vẫn còn tồn nhưng đầu. chị vẫn còn đang tồn đầu, hiểu Ừ, không? rồi, Thế rồi nên rồi. là nếu mà chị thấy tồn đầu ấy thì lúc này chị không nên sản xuất nhiều từng này nữa, mà Rồi. chị chỉ sản xuất bằng cái này trừ đi tồn đầu này thôi, đúng không? Rồi, Nhập rồi. này chính là cái mà chị sản xuất đi này, Rồi rồi đúng đúng rồi. không? Nhưng Đấy, mà nếu mà thừa thì thừa sao thì ấy? thôi không sao, thừa thì không Ừ. sao, mình để tồn kho thôi, không vấn đề gì. Nhưng Rồi rồi. chị phải biết được là Còn bao nhiêu? chị không sang kỳ sau chị phải bán nó đi được, chứ chị để Ừ. tồn thằng này xong rồi mãi 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 về sau ấy chị không bán được, Ừ. chị không bán thì nó cứ tồn thì nó lại thành vô lý, đúng không? Rồi, Thế ừ. nên là cái tồn này ấy chị phải cân nhá. Theo Rồi. em ấy, trước tiên bây giờ mình chưa làm đến cuối năm thì mình chưa xác định tồn kho thành phẩm nhiều, hoặc là mình chưa biết được là sang năm sau mình bán thành phẩm gì ấy, thì trước Rồi. tiên chị cứ bán từng nào thì chị sản xuất từng đó. Ừ. Đó. Còn sau này đến cuối năm nếu mà chị thấy nó tồn kho nguyên vật liệu nhiều, mình muốn giảm bớt cái kho nguyên vật liệu đi và mình tăng cái kho thành phẩm, tồn kho thành phẩm lên để mục đích sang đầu năm sau mình bán những cái thành phẩm đấy, thì lúc đó chị mới xuất kho sản xuất ra những cái thành phẩm mà chị sẽ bán đầu năm. Đấy, Rồi. tức là tháng tháng 1, tháng 2, tháng 3 là chị đã biết được là đầu năm chị bán những cái nào rồi, bởi vì báo cáo nó nộp là nộp vào tháng 3 cơ, đúng không? Rồi. Thì chị biết rồi thì lúc đấy chị xuất ra chị sản xuất thêm. Thì như vậy nó vừa bớt kho. Đấy, thành phẩm của chị lại vừa có tồn kho để chị bán cho năm sau, đúng không? Rồi. Còn đâu bây giờ mình làm trong năm thì nên là đến đâu bán đến đấy, hoặc là bán đến đâu thì sản xuất đến đấy. Rồi. Đấy là đối với Ok. thành phẩm nên như thế. Ở đây thì em thấy có cái thì chị bán hết, có cái thì chị để tồn đấy. Thì chị phải xem Ừ. những cái thằng tồn đấy là năm sau hoặc là kỳ sau chị có bán không. Nếu mà Rồi kỳ rồi. sau chị không bán thì chị lại phải sửa lại lệnh sản xuất. Chị phải xóa cái phiếu xuất kho mà chị đã lập từ cái lệnh sản xuất đi. Rồi, không thì xuất hết đi. Xong rồi là mình sửa lại lệnh. Mình sẽ phải vào phân hệ kho này này. Rồi. Đây. Em giả sử như là cái lệnh này đi. Nó Rồi. đang sản xuất cái này thừa. Đúng ra chị chỉ sản xuất là 500, đúng không? Nhưng mà chị Ừ. lại chọn là 609. Thế nếu như Rồi. mà chị muốn giảm xuống 500 ấy thì chị phải tích Rồi. vào cái phiếu, hai cái phiếu tham chiếu này này, phiếu nhập kho này này, chị phải Rồi. xóa xóa nó đi, bỏ ghi này. Cho bớt Xong rồi lượng chị đi đúng không? không 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 chị bỏ ghi, chị xóa hẳn cái chứng từ này đi. Rồi. Đấy, bỏ ghi xóa hẳn nhá. Xong rồi Ừ. ở cái lệnh sản xuất này chị lại tích vào cái phiếu này, phiếu xuất kho này, chị cũng lại bỏ ghi, chị xóa hẳn cái phiếu này đi, hiểu Rồi. không? Rồi Đấy, rồi. xóa hẳn nó đi. Sau đó chị mới quay lại cái lệnh sản xuất này, chị sửa lại cái thành phẩm này là về 500. Rồi.
Sửa xong rồi chị lại thực hiện lập lại phiếu nhập và lập lại phiếu xuất. Rồi, rồi Đấy. hiểu. Rồi. Đó là trong trường hợp đấy. Là nếu như mà có sự sai sót thì là như thế. Trường hợp tiếp theo là ví dụ như là trong quá trình mà chị lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu ra để sản xuất ấy. Nhưng mà nó có Ừ. báo âm kho luôn không? Quán Nếu làm gì còn nó hàng báo hóa âm kho là chị đấy. xem luôn rồi đúng không? Đúng rồi, ngay em. Thế thì lúc đấy chị vào sổ chi tiết vật tư hàng hóa này. Đấy. Ừ. Căn chỉnh lại lượng nhập. Đúng rồi. Chị phải chỉnh lại lượng của nó. Đây, ví dụ như là kho nguyên vật liệu. Ừ. Năm hai. Từ 1 năm 6 chuyển sang 1 năm 2 đúng không? Chọn tất cả. Đây mình đang xem 152 đây. Bây giờ là Đấy. từ kho hàng hóa 1 năm 6 nó chuyển sang kho nguyên Kho liệu là 152, 1 năm 2 kho phải nguyên vật không? liệu. Đây thì bây giờ Rồi. em sẽ xem kho nguyên vật liệu đây này. Hôm nay đang hạch hạch toán cái xe xăng dầu lên ấy. Đây xem là có xem có nguyên vật liệu nào bị âm không này. Ừ, đúng rồi, cái dầu này là nhập kho mà nó lưu trữ tại kho ấy. Xong bắt đầu nó mới phân chia cho từng người, từng Đấy. xe. Trang 1, trang 2 này. Đây là mã hàng DO này. Ừ. Thế em không thấy chuyển kho nhỉ? Chuyển kho của 1 năm mấy á, nguyên vật Mấy cái nguyên liệu. vật liệu mà xuất ra sản xuất như là tôn tiết gì đây? 1 năm 4 hay là 1 năm mấy nhỉ? Ủa, năm Hay 2. 1 năm 5 ấy. Có phải là bên chị là mua nhôm theo các kiểu về là chị hạch toán 156 không? Đúng rồi. Thế thì bây giờ chị phải chuyển từ 156 sang 152 đúng không? Thì chị mới xuất ra để sản xuất Ừ. được. Đây nó chuyển kho có mỗi một cái này. Ừ. Mình phải xem nào. Bản thân là những cái vật tư đấy chị mua về là hàng hóa mà chị Rồi. cũng xuất ra để sản xuất ra thành phẩm Bán. thì chị Ừ. phải xem họ có chuyển kho hay không. Cái thứ hai là chị phải xem cái phiếu xuất kho ấy họ xuất ra để sản xuất này này có Ừ. phải đúng là hạch toán là 152 hay không. Đây. Cái này lại Đấy. vào thẳng luôn. Đây này. Đấy, nó vào 1 năm 4 này. 156 đối ứng 154 là không đúng này. Không 156 nó đúng chỉ à? đối ứng với lại 632. Ừ. 154 ấy thì nó phải đối ứng với 152, 153. Tính chất 152, 156 là nó như nhau. Nhưng khi mà chị xuất ra như thế này này thì không thể biết được đây nó là nguyên vật liệu hay nó là hàng hóa. Đúng không? Đúng thì chị Rồi. phải chuyển từ kho 156 sang kho 152 như em đã bảo chị hôm nọ rồi đấy. Tức là cái hàng này nó về kho nhà mình. Bây giờ hiện tại như em nói, hiểu rồi. Bắt buộc nó phải chuyển từ kho hàng hóa sang Nguyên vật kho nguyên liệu. liệu. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ nếu như mình có phải là mua thẳng từ bên kia về mà chuyển luôn vào kho nguyên liệu đâu, đúng không? Đúng rồi. Em bảo nhá. Ừ. Bên chị một cái mã tôn này nó vừa để sản xuất mà vừa để Đúng bán rồi, vừa hàng. để thương mại, đúng rồi. Nó là thương mại nhiều hơn là sản xuất. Đúng Nên rồi. chị ưu tiên chị khai báo mã này là hàng hóa là đúng. Rồi, rồi. Đúng không? Nhưng Rồi. trong kỳ mình có phát sinh về sản xuất liên quan đến tôn này, em ví dụ một mã Rồi. thôi nhá, liên quan Ừ. đến tôn này thì chị Ừ. phải chuyển từ kho 156 sang kho nguyên vật liệu. Nếu chị Khi mua mà hàng chị hóa. xuất kho nguyên vật liệu ra để sản xuất thì lúc này chị mới hạch toán ở đây kho là kho nguyên vật liệu. Tài khoản nợ Rồi. thì đúng rồi, nhưng tài khoản Rồi. có phải là 152. Như vậy khi mà chị tính giá thành nó mới phản ánh đúng bản chất của kế toán giá thành. Thứ nhất là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, đúng không? Đây chính là Rồi. chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Thứ hai là nhân công trực tiếp. Và thứ Rồi. ba là chi phí chung như là máy móc, phân bổ công cụ, khấu hao tài sản đấy. Đấy Rồi. thì như vậy nó mới phản ánh đúng tính chất của sản xuất. Và cái nữa, hôm trước em bảo với chị là lưu ý mình hạch toán thông tư 133 nên khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, ok, chọn đúng rồi, không sai. Bởi vì bây giờ cách này của chị phải thực hiện thêm một bước chuyển kho. Đúng rồi. Đồng thời là sửa các cái phiếu xuất kho này, kho về kho nguyên vật liệu, tài khoản có là tài Rồi. khoản 152. Chuyển cái kho này không phải kho hàng hóa nữa mà là nguyên liệu. Chính xác. Nguyên vật liệu. Kho nguyên vật liệu. À, tài khoản có là 152. Đúng, chính xác. Rồi, chứ không phải là 156 nữa. Mở lại cái phiếu xuất kho này này.
Đấy, xong rồi Rồi. chuyển đúng bằng cái số lượng này. Rồi. Chuyển kho từ kho hàng hóa sang nguyên vật liệu đúng bằng cái số lượng này luôn. Trên từng cái Rồi. hóa xuất kho này luôn. Thì để tí Ừ. nữa cái kho nó không bị thừa ấy chị. Rồi rồi. Kho nguyên vật liệu không thừa. Ừ. Và vào phân hệ kho để thực hiện chuyển kho nhá. Rồi. Em làm thử một cái chị xem nào. Đây Để này. mai này bảo lại cái đứa này nó làm. Bây giờ là chị phải mở cái phiếu xuất kho đấy ra được chưa? Sau đó chị Rồi. vào cái chuyển kho quy trình. Đây và đây chọn chuyển kho này. Đấy. Ở đây chị ghi cho em là xuất chuyển kho nội bộ này. Cái này hôm đó nói rồi mà. Rồi. Chọn xuất chuyển kho nội bộ này. Người vận chuyển là nhân viên nào, diễn giải ghi là chuyển kho À. sản xuất. Rồi. Đấy, xong rồi là chọn mã hàng này này đúng với cái mã nguyên vật liệu mà chị xuất kho ra ấy. Rồi. Nó ở cái phiếu xuất kho vừa nãy em mở ấy. Rồi. Thì chị đây này, chị vào đây này, chị mở cái phiếu xuất kho này ra này. Đây này. Ừ. Ví dụ thế. Chị mở phiếu xuất kho này ra, xong rồi chị chọn đúng cái tên vật tư này, đúng cái số lượng này, ví dụ thế nha. Đấy, điền nó vào. Kho là kho nguyên vật liệu và chuyển Đúng sang rồi. cái tài khoản có là tài khoản 452 đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Điền Rồi. sang cái chuyển kho này. Rồi. Và điền số lượng đúng bằng cái số lượng trên cái phiếu xuất kho này thôi. Rồi. Được chưa? Và Rồi. ở đây thì xuất tại kho 156, kho hàng hóa, nhập tại Rồi. kho nguyên vật liệu. 452. Đúng rồi. Nợ Ừ. 152 có 152 có 156. 154. À 156 152 156 đúng đang không? chuyển kho Rồi mà. rồi. Rồi rồi. Rồi, sau đó vào các cái phiếu xuất kho này. Sửa, bỏ ghi sửa lại. Chọn hết cái này về kho nguyên vật liệu. Tài Rồi. khoản có 152. Rồi. Đấy. Mới là đúng quy trình của nó. Ừ. 156 nó không tham gia trong quá trình tính giá thành. Đấy, đối với kho để tính giá thành thì bài hôm nay là chưa ổn, chưa xong, chưa đúng. Chưa đúng, sai. Sai. Sai theo quy trình như hôm trước em bảo. Rồi. Chị phải nhớ ghi lại. Trước tiên đối với quy trình sản xuất này. Thứ nhất là hạch toán Rồi. hóa đơn bán ra thành phẩm. Rồi. Bước 2. Vào phân hệ kho. Rồi. Chọn tổng hợp tồn kho. Chọn kho thành phẩm. Kho. Rồi. Rồi, chọn kho thành phẩm. Chọn kho thành phẩm, được chưa? Rồi. Rồi. Chọn kỳ báo cáo cần xem. Căn cứ vào cột số lượng xuất kho để lập lệnh sản xuất. Bước tiếp theo là lập lệnh sản xuất. Theo cái số lượng thành phẩm và vừa mình kiểm tra đấy. Rồi, theo số lượng sản phẩm bình dân nhé. Đúng rồi. Rồi. Và bước tiếp theo là lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh. Lưu ý, chọn kho nguyên vật liệu. Tài khoản kho 152. Tiếp theo là lập phiếu nhập kho thành phẩm từ lệnh. Rồi. Rồi, bước tiếp theo là chuyển kho nguyên vật liệu. Tại sao em lại để chuyển kho trước cái phiếu xuất kho kia? Là bởi vì em muốn lấy cái số lượng xuất kho kia trước để em biết được nó là cần bao nhiêu ấy. Thì lúc đấy em chuyển Rồi. kho. Đúng nhỉ? Sang kho nguyên Ba. vật liệu. Rồi. Mà để hạch toán được như thế thì mình sẽ phải cho phép xuất quá số lượng tồn ấy. Thì lúc đấy Ừ. chị cất dữ liệu nó mới không bị báo chị ấy. Rồi. Bởi vì ở đây là mình đang làm ngược. Tức là mình lập phiếu xuất kho, sau đó mới chuyển kho đúng không? Rồi. Thế mà chưa có chuyển kho mà mình xuất kho thì đương nhiên là phần mềm sẽ báo là không xuất được. Xuất kho xong thì mới chuyển kho Đây em làm ngược đây. Mục đích là à? để biết được là cần phải xuất bao nhiêu nguyên vật liệu đây. Rồi. Để em chuyển đúng bằng cái từng đấy thôi. À rồi, chị hiểu rồi. Hiểu Tức là bây không? giờ tạm tính xuất kho trước, xong bắt Đúng đầu mới rồi. chuyển từ kho Đúng kho rồi. kho nguyên vật liệu sang kho ấy, à, từ Kho hàng kho hóa ừ. sang nguyên vật liệu. Sau này như thế này chị sẽ chọn luôn cái, chị sẽ không chọn qua kho hàng hóa nữa mà chị chọn thẳng luôn một kho nguyên vật liệu được không nhỉ? Không được chị ơi. Thế sau này chị xuất bán hàng hóa ấy. Cái mặt hàng đấy Ừ. ấy, chị lại phải chuyển từ kho nguyên vật liệu sang kho hàng hóa đấy. À, thế. Thế nên là chị ưu tiên cái nào nhiều thì chị phải khai nó trước.
Ví dụ như Rồi là được, hiểu. cái mặt hàng đấy nó là hàng hóa nó bán nhiều hơn thì chị phải ưu tiên Ừ, nó. rồi rồi. Chứ còn kiểu gì mà chị phải chuyển khó. Thường thường thì là quy trình như thế này, thế nhưng mà bao giờ thì như cái bọn đây vừa rồi ấy, em biết không nào, chị còn toàn phải ấy trước ấy, nó làm mẹ bán hàng trước, xuất kho bán hàng trước, xong rồi làm lệnh sử xuất sau, Đúng rồi bây giờ đấy. hàng hóa đấy đang sửa kho mục hết cả người đây này này đấy, may nhà mình là tồn kho còn nhiều hàng nha, nếu mà nhà khác được thôi chứ dốc đẹp ạ. Còn cái tính giá thành thì bắt buộc là nó phải cuối tháng nó bắt đầu nó mới chạy lên được, Đúng lên rồi. lãi lỗ một Đúng tháng đúng rồi. không, Đúng ra giá rồi. thành chuẩn đúng không, nhưng Đúng. mà mình làm sao mình cứ căn để mình có lãi là được. Công ty của chị ấy, nó chỉ cái quy trình sản xuất đấy là nó như thế rồi, đúng không? Cái quy trình về thương mại ấy thì nó chỉ có mua vào và nó bán ra. Thì đơn Đúng giản rồi, có cái gì có đâu. gì đâu. À hôm qua hôm trước em bảo với chị là chị hướng dẫn chị cái ấy nhỉ, chị cái mà để tức là như này này, hiện tại bây giờ là như này nhá, của chị bị như này em này, có nhiều mã hàng hóa bây giờ lãi đến 4.000 một cân, 5.000 một cân, tự dưng nộp thuế VAT mất 4-500. À, nhưng mà cái đấy nó lại làm vào cuối cùng sau khi mà chốt báo cáo tài chính ấy. Mà nếu À thế à? như mà giá vốn của hàng hóa đó mà nó đang Rồi. thấp hơn doanh thu nhiều, tức là lãi của chị gấp đôi, hiểu không? Rồi. Rồi. Thì lúc đấy mình mới vào cái sổ chi tiết này này, mình sửa Rồi. giá vốn. Ta lại sửa lại được giá vốn à? Nhưng mà cái này nó sửa bằng tay, nó sửa bằng tay chứ không phải ấy đâu. Sửa bằng tay thì bây giờ in bố nó hóa đơn ra cho người ta rồi nếu mình sửa thế thì bị sai. Không sao chị, đấy là hóa đơn chị in cho người ta, là hóa đơn bán ra, nó phản ánh về doanh thu mà, nó liên quan gì đến giá vốn đâu. Còn ở đây em đang sửa là em đang sửa giá vốn mà, để cho nó cao lên gần bằng doanh thu mà công ty không bị lãi nhiều ấy chị. À nhập cũng Bây giờ nhập nhá, chị vào. bán ra là 100, nhưng mà giá vốn của chị tính ra nó chỉ có 40, Đúng rồi. thì có phải chị đang lãi nhiều không? Đúng rồi. Cái 100 kia là chị không thể sửa được rồi, bởi vì chị xuất hóa đơn ra rồi, đúng Đúng rồi, không? đúng rồi. Thế bây giờ chị chỉ còn các cách là chị sửa tăng giá vốn lên thôi, để cho nó không bị lãi Tăng nhiều. tăng giá vốn lên thì em bảo là Bởi vì bây giờ bình thường là sửa chị đầu tính giá vào. vốn là tính theo phương pháp bình quân, đúng không? Đúng rồi. Tự tính, đúng không? Đúng rồi. Sau khi mà chị tính xong, chị thấy giá vốn nó đang ít hơn doanh thu một nửa thì không Rồi. còn chỉnh sửa gì nữa, thì lúc này chị mới Rồi. được sửa giá vốn, Rồi, à. hiểu không? Thì lúc Rồi. này chị mới sửa giá vốn thì chị phải sửa trên cái phiếu xuất kho ấy. Rồi. À, nhầm, đây là mua hàng và cái nào nó bán hàng cơ. Bán hàng Đây, vào phân hệ bán hàng đó đây em. xuất kho bán hàng đây. Rồi. Đấy đúng cái đấy đấy, lãi Đấy, nhiều. chị sang cái giá vốn đây Ô. này. À đây mua hàng rồi rồi. Chị sang cái giá vốn này này. Chị thấy cái này là do chị chưa tính nên nó chưa lên đơn giá vốn. À. Rồi. Lúc đấy chị phải sửa, bỏ nghi chị sửa. Rồi. Tự tay đánh giá vốn vào. Đúng rồi. Nhưng mà đánh đánh hết tất cả các phiếu nhập từ đầu năm rồi chứ. Không, chỉ sửa giá vốn của hàng bán thôi nhé, không phải sửa nhập kho. Rồi, Sửa biết là bán có hàng bán thôi. rồi. Ừ. Nhưng mà sửa một số cái hay là như nào? Sửa, đã sửa là phải sửa đồng đều nhau nha. Rồi. Thì khi đó chị mới đánh được cái thằng đơn giá vốn vào đây. Đấy. Chị đánh được đơn giá vốn vào đây thì là được. Ví dụ ở đây đang 22 ấy, chị tăng nó lên khoảng tầm 25, 26 chẳng hạn đấy, để tăng lên vài nghìn thôi chị ạ. Nhưng mà cần phải đảm bảo cái giá đấy nó phải xem nhau nhá. Đây này, Rồi. ví dụ nhá, cái này xuất ra là chị tăng lên là 224 chẳng hạn. Rồi. Chị tăng lên là 24438. Rồi. 24438 nhá. Thì đến cái hàng tiếp theo này này, chị nó cũng phải tầm 24438 hoặc là 24420, ví dụ xem nào Rồi, hiểu hiểu. này 24438 xong xuống này lại 20 là không được đâu nhá. Rồi. Là cùng bán hàng tại cái thời điểm gần gần giống nhau này này. Sửa nhưng Rồi. mà mình phải sửa, nó có cái cách sửa đấy. Rồi rồi. Ví dụ như chị ở đây chị đang mua vào là 22 đúng không? Ừ. Thì chị sửa hết nó lên thành 24, ví dụ thế.
24 Rồi. bao nhiêu đấy lẻ lẻ tí được, không sao. Rồi. Nếu như mà chị Ừ. sửa nó xem nhau. Còn đương nhiên đây ví dụ như chị mua vào là 22 đúng không? Mà chị lại Ừ. sửa lên giá vốn là 50. Ừ. Thì có phải nhìn nó lộ không? Đúng rồi. 22 thì chị tăng nó lên khoảng 2-3 nghìn thôi. Hiểu chưa? Rồi, rồi rồi hiểu rồi. Đây này, vào cái tùy chọn này này, vật tư hàng hóa này này. Rồi. Đây, Tay cho phép nhận đơn giá bằng tay này, nhấn vào cái có là được. rồi rồi Thế ok hiểu. thôi. Thì đây tí nữa mình vào lại cái phía sắp con. Bây giờ nha, đây như hôm nay mình ngồi mình biết là cái quy trình như Hương ạ.